cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. 35 năm một hành trình lịch sử, 35 năm với nhiều giá trị bền vững. Một sự kiện thể thao văn hóa chào mừng ngày hội thống nhất non sông của dân tộc. Tiếp nối, sáng tạo, đột phá. Tuổi 35 với cung đường miền Đông và Tây Nam Bộ sẽ tăng thêm sự hấp dẫn cho cuộc hành trình truyền thống từ thủ đô Hà Nội, lan tỏa sức sống mãnh liệt với hành trình non sông liền một dải, niềm tin chiến thắng. Mời quý khán giả đón xem, cổ vũ cho cúp truyền hình trên các kênh sóng đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt, trực tiếp truyền hình các chặng đua 8 giờ hàng ngày từ 2 tháng 4 đến 30 tháng 4 trên kênh HTV9, HTV Thể Thao và các hạ tầng mạng xã hội của HTV.